Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp Điềm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 37. Cỏ bốn lá mở to đôi mắt đến lấp lánh, ngẩng đầu ngoan ngoãn để mặc cho người đàn ông cọ sát, thâm nhập vào vào đôi môi mềm mại của cô. Một lúc lâu sau đôi môi của người đàn ông mới tách ra một chút, cô gái thở gấp một tiếng, sau đó theo bản năng liếm liếm đôi môi đã bị mút đến đỏ tươi, trên khuôn mặt nhỏ tinh xào đẹp đẽ hiện lên một tia nghi hoặc khó hiểu tại sao anh lại đưa lưỡi ra, cảm giác kỳ lạ quá. Nghe xong câu hỏi ngây thơ này, người đàn ông im lặng chốc lát, ngay sau đó cong khóe môi cười lên, hôn đôi môi căng mỏng của cô gái một cái, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng, bởi vì tôi thích cô đó, cho nên bất giác sẽ làm ra một vài chuyện kỳ lạ. Ồ, là như vậy hả? Cô gái lờ mờ gật đầu, sau đó nắm lấy góc áo của người đàn ông rồi lại nói, anh nói muốn tôi gả cho anh là thật sao? Đương nhiên, chỉ cần gả cho anh, thì có thể tiếp tục ở cùng anh, còn sẽ có đồ ăn vặt ăn mãi không hết. Vẻ mặt của cô gái lộ ra vài phần mong chờ còn có một chút cấp thiết. Cô thích cuộc sống như bây giờ, nếu như có thể, không hy vọng có một chút ít thay đổi nào. Nhìn vào đôi mắt trong veo của tiểu tinh quái, bên trong chứa đầy sự tin tưởng đối với anh. Trong lòng thầm ân âm thầm khinh bị bản thân mình, anh cảm thấy mình thật sự giống với kẻ xấu đang dụ dỗ cô gái ngây thơ. Có điều trên mặt người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười thiện ý, từng bước dụ dỗ nói, đâu chỉ là ở chung. Nếu như cô muốn, chúng ta cũng có thể ngủ cùng nhau. Chẳng phải cô thích ngủ cùng tôi sao? Còn về đồ ăn vặt, ngay cả tôi cũng là của cô, huống hồ chi là đồ ăn vặt. Vậy tốt quá rồi, không sợ sau này không có người nấu cơm cho rồi ánh mắt của yêu tinh cỏ bốn lá đột nhiên sáng đến dọa người, cảm thấy bản thân mình nhặt được món hời lớn, liên tục gật đầu đáp lại. Trên mặt đỏ bừng như một đóa hoa đang tỏa ra vẻ mỹ lệ, giạt rào vui mừng cười nói, vậy tôi đồng ý gả cho anh. Sau đó thì sao, tôi có cần làm gì không? Việc cần làm rất đơn giản, thích tôi, yêu tôi, ngoài ra tất cả những việc còn lại, đều giao cho tôi đi làm là được. Đôi mắt đen thẳm của người đàn ông ngắm nghĩa bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô sau đó kéo cái vòng eo nhỏ nhắn rồi bế người lên sofa ngồi xuống nhẹ giọng nói vào thu rồi đừng có đi chân trần đạp lên sàn nhà cẩn thận nhiễm hàn khí thích yêu cô gái mơ màng chớp chớp mắt bàn tay nhỏ đặt vào mu bàn tay của người đàn ông tôi thích anh đó sự yêu thích bây giờ của cô đại khái không phải là thứ tôi muốn ánh mắt thẩm ân lướt qua sống mũi cao cái miệng xinh xắn của tiểu tinh quái cuối cùng nhìn vào trong đôi mắt trong veo của cô không vội tôi sẽ dạy cô từng chút từng chút. Yêu tinh có bốn lá kinh ngạc, thích không phải là thích sao, còn cần phân nhiều loại như vậy hả? Vậy thẩm ân là loại nào vậy? Cô gái cắn cái móng tay mượt mà của mình, rơi vào bên trong trầm tư suy nghĩ. Sau khi mua được nhà ở trung tâm thành phố, không đến hai ngày thẩm ân đã gọi công ty dọn nhà, đem tủ lạnh, máy giặt những thiết bị chính còn có những cái dương và túi tốt một chút để lên xe kéo đi, bỏ ra thời gian cả ngày mới thu dọn xong nhà mới nhìn phòng khách rộng rãi sạch sẽ, bố cục phòng ngủ ấm áp, tất cả mệt mỏi đều được quét đi sạch sành xanh. Tôi thích cái cửa sổ này, sáng sổ quá đi, cuối cùng cũng có phòng ngủ độc lập của riêng mình, một cái giường lớn thuộc về mình, Nguyễn Nguyễn thích thú lăn vài vòng trên giường. Lại kéo tấm rèm cửa sổ nhạt màu ra, để ánh sáng chiếu vào trong phòng. Bệ cửa sổ khá lớn, có thể vừa đủ cho một người ngủ. Gặp phải trời mưa, trải một cái thảm ở đó, rồi bày ra một cái bàn xếp nhỏ đặt trên bàn một cái máy tính bảng, nghe tiếng mưa tí tách rồi ăn vặt, xem phim, nghĩ thôi đã cảm thấy thanh thản dễ chịu. Màu chủ đạo trong phòng cô gái là màu hồng nhạt, bên cửa sổ treo một cái chuông gió, bên đầu giường đặt một con gấu bông cao gần nửa người. Bàn trang điểm đặt vài món đồ trang trí đáng yêu, dây duy băng, dây cao su cột tóc đều có, còn có một vài kẹp tóc hợp kim, kẹp tóc nhỏ và các loại phụ kiện nhỏ khác. Tủ quần áo thu dọn thật ngăn nắp, Quần áo cho bốn mùa xuân hạ thu đông được phân biệt rồi xếp, treo lên. Phần lớn nhãn mác trên quần áo và đồ dùng hàng ngày vẫn chưa được gỡ ra, toàn bộ đều là đồ mới. Những thứ này đều là do thẩm ân đích thân bố trí. Mà phòng ngủ của anh thì đơn giản hơn nhiều, giường ngủ và rèm cửa sổ đều là màu xám nhạt đơn điệu, bàn học đặt máy tính, phân loại sắp xếp tủ quần áo. Có điều dường như Nguyễn Nguyễn không thích thiết kế đơn điệu như vậy, rất ít chạy vào trong phòng của anh cuộc sống bên này của thẩm ân vô cùng phong phú, nhưng bên phía giản trì thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi cầm lấy nhẫn ngọc trở về nhà của mình, giản trì cũng không nói được suy nghĩ trong lòng mình là như thế nào. Rốt cuộc là hy vọng những gì Nguyễn Nguyễn nói đều là sự thật, pháp thuật thi triển trong nhẫn ngọc bị loại bỏ, tất cả trở về quỹ đạo, hay là trông mong không cần có bất kỳ thay đổi nào, chứng minh cô gái mình thích mười mấy năm không có ám sát anh ta. Bất kể tâm trạng giản trì phức tạp, mâu thuẫn như thế nào, sự thật là giống như những gì Nguyễn Nguyễn nói. Bản thân anh ta cảm nhận được điều khác biệt, đầu tiên là tình trạng sức khỏe của anh ta có chuyển biến tốt, không còn hờ một chút liền mệt nhọc không thể tả. Dù cho thức trắng cả một đêm không ngủ, ngày thứ hai tinh thần vẫn thoải mái. Cái cảnh khô phàng phất như gần đất xa trời, một lần nữa tỏa ra cơ hội sống sót mới. Tập đoàn Giản Thị đưa vào kinh doanh càng thêm thuận lợi, mấy hôm nay vừa đàm phán được một mối làm ăn, số tiền vào tài khoản không nhiều không ít, đúng lúc hơn 2.000 vạn, gần bằng với số tiền hơn 2.000 vạn mà khoảng thời gian trước thua lỗ. Mà trong cuộc sống, anh ta hình như cũng không xui xẻo đến vậy. Cứ như trăm năm mới ăn mì ăn liền một lần lại phát hiện chuyện gói gia vị trước giờ chưa từng gặp phải, ra khỏi cửa trên trời cũng không vô cớ bị phân chim rơi vào, đúng lúc rơi vào lúc anh mặc bộ vest được đặt may cao cấp. May mắn của anh ta dường như thật sự đang dần dần trở lại, mọi thứ bên cạnh đều đang dần thay đổi, khôi phục trở lại trạng thái trước khi anh nhận được nhẫn ngọc. Những thay đổi này khiến giản chỉ trầm ngâm hồi lâu, một mình ở trong phòng làm việc nửa ngày không ra. Đến lúc tan làm, anh ta phảng phất đưa ra quyết định nào đó, kêu trợ lý đi điều tra một ít chuyện cũ. Trợ lý nhỏ nhận được nhiệm vụ này cũng khá kinh ngạc. Thời gian cậu ta đi theo bên cạnh giản chỉ không tính là ngắn, vẫn có chút hiểu biết đối với cuộc sống riêng tư của ông chủ mình. Cậu ta biết được giản tổng thường bày ra một điệu bộ phong lưu phóng đãng trước mặt người ta, thật ra trong lòng chỉ nhớ đến một người phụ nữ. Tiếc là người phụ nữ đó sớm đã kết hôn rồi, hơn nữa chồng còn là họ hàng dòng bên của nhà họ rủ. Giản tổng từ trước đến giờ không thích tác phong của rủ thị, quan hệ với người thừa kế của nhà họ rủ là rủ cầm cũng âm thầm dạn nứt từ lâu. Chủ yếu là do bên phía dụ cầm lần lượt khiêu khích, giản tổng xem anh ta là không khí, chỉ cần không dính dáng đến lợi ích chủ yếu của gia tộc nên cũng chưa từng ra tay đối phó anh ta. Đây đều là do nề mặt người phụ nữ đó, bởi vì chồng của người phụ nữ đó sống dựa vào nhà họ rủ, muốn cuộc sống của cả nhà bọn họ tốt một chút, về thái độ đối với nhà họ rủ, giản tổng rõ ràng để bản thân mình nhẫn nhịn thành thánh phụ. Bình thường đều không nỡ lòng đề cập đến, bây giờ lại muốn cậu ta đi điều tra chuyện người phụ nữ đó trước kia ra nước ngoài du học mấy năm, cùng với việc cô ta và người chồng hiện tại của mình ở bên nhau như thế nào còn muốn cậu ta điều tra rõ ràng chiều hướng của nhà họ dụ trong mấy tháng nay, việc lớn việc nhỏ đều phải điều tra một lần. Không biết giản tổng đột nhiên chịu phải kích động gì, trợ lý nhỏ cũng không dám hỏi đến, cẩn trọng làm tốt việc cấp trên giao phó. Bỏ ra một tuần để điều tra, sắp trên, cuối cùng cầm lấy báo cáo trên tay, trong lòng trợ lý nhỏ đều đang run rẩy. Một phần là cảm thấy không đáng vì giản tổng của bọn họ, Người phụ nữ nhớ nhung mười mấy năm căn bản chính là một con trà xanh tôn thờ đồng tiền, phẩm chất lương thiện tốt đẹp gì đó đều là giả vờ, vì tư lợi của mình mới là thật. Năm đó tốt nghiệp cấp 3 chia tay sang nước ngoài, chớp mắt liền quen một tên bạn trai da trắng có tiền, ăn ở đều là tiêu tiền của người đàn ông đó. Cái này cũng chưa là gì, thứ cảm tuyệt hơn chính là dưới tình trạng đang có bạn trai, người phụ nữ đó còn mập mờ không rõ với người đàn ông khác, giấu bạn trai đi thuê phòng với một ông chú trung niên có tiền. Cao trào là đây, ông chú trung niên đó còn là bố của bạn trai cô ta. Có một lần lái xe sang đến trước cổng trường đại học đón người phụ đó ra ngoài ăn, bị con trai ông ta nhìn thấy. Hai bố con nhìn nhau không nói, sau khi biết được mình bị người khác chơi trên lòng bàn tay, ào ào đem lửa giận xả lên người người phụ nữ đó. Chuyện này làm vô cùng ẩm ý, rất nhiều người trong trường đều biết, dẫn đến người phụ nữ đó đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trò trò. Không ở lại nước ngoài được nữa, chán trường lại chạy trở về. Thấy giản tổng còn có tình cảm với cô ta liền chạy đến trêu chọc. Lúc đó thân phận người thừa kế của nhà họ giản quyền quý của giản tổng vẫn chưa được công khai, trong mắt người ngoài anh ta chính là một kẻ mở được công ty nhỏ, cái công ty rách nát đó còn không kiếm được tiền. Người phụ nữ có tâm tư linh hoạt như cô ta sao có thể giao hạnh phúc cuối đời của mình vào tay một người đàn ông không có tiền đồ như vậy được. Thế là, cô ta lựa chọn một người đàn ông có quan hệ họ hàng với nhà họ dụ vứt bỏ giản tổng. Cũng không biết sau khi người phụ nữ đó biết được bối cảnh xuất thân thật sự của giàn tổng, có từng hối hận vì lựa chọn lúc đầu của mình không? Trợ lý nhỏ lắc đầu, sắp xếp lại báo cáo rồi nộp lên. Nếu như lúc đầu giản tổng điều tra cho kỹ người phụ nữ đó rốt cuộc là người như thế nào, chắc hẳn cũng sẽ không khốn khổ vì tình nhiều năm như vậy chứ. Trợ lý nhỏ đồng tình sâu sắc với việc này, đồng thời cũng lo lắng cho bản thân mình có bị lừa giận của ông chủ tác động đến hay không. Ngoài ý muốn, sắc mặt giản trí vô cùng bình tĩnh, chỉ là ngón tay nắm bản báo cáo trở nên trắng bệch, lộ rõ trong lòng anh ta vốn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài mình thể hiện ra. Không ngờ Bạch Nguyệt Quang mà anh ta nhớ nhung nhiều năm như vậy hóa ra là một người khiến người ta buồn nôn đến như vậy. Giản trí hận không thể đâm mù con mắt của chính mình, kéo theo đó là dạ dày cũng cảm thấy không thoải mái, mơ hồ có chút muốn ói. Giản trì tự hỏi hết lòng quan tâm giúp đỡ người phụ nữ này, đứng ở một khoảng cách không quấy dày cố gắng giúp cô ta quét sạch mọi chứng ngại vật, hy vọng cô ta sống tốt. Không ngờ người phụ nữ này lợi dụng lòng tin của anh ta, tặng cho anh ta một phần quà lớn. Ánh nhìn rơi vào nhẫn ngọc trên mặt bàn, ánh mắt giản chỉ lạnh lẽo. Anh ta không muốn trở thành kẻ thù một mất một còn với nhà họ dụ, nhưng nhà họ dụ lại làm những thứ tà thuật vạn vẹo này muốn anh ta khó sống. Thông qua tay người phụ nữ đó đưa thứ đồ chơi hại người này cho anh ta, đúng thật là phí hết cả tâm tư nếu anh ta không đáp lễ đàng hoàng một chút, sao có thể xứng với sự coi trọng của bọn họ. Lúc trước anh ta còn cảm khái nhà họ dụ ra đời và phát triển quá nhanh, mà dụ cầm lại là một kẻ chỉ được vẻ bề ngoài không có tài hoa gì, chẳng lẽ sau lưng có cao nhân đang chỉ điểm, nếu không sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi bay vọt từ nhà giàu cấp 2 lên đến trong những nhà quyền thế đại đỉnh cấp, tình thế ép thẳng vào nhà họ giản. Hóa ra thật sự có cao nhân chỉ điểm, có điều đi là con đường tà ma ngoại đạo trộm may mắn của người khác chuyển đến trên người mình nhà họ dụ tính toán cao tay quá giản trí thức điên xoa xoa huyệt thái dương để bản thân bình tĩnh trở lại anh ta chỉnh đốn bản thân lại dự định đi tìm thẩm ân và nguyễn nguyễn một chuyến tiếc là anh ta vẫn chưa ra khỏi cửa liền nhìn thấy trợ lý nhỏ đứng trước cửa phòng làm việc muốn nói rồi lại thôi chuyện gì tâm trạng giản trí không vui hỏi một câu trợ lý nhỏ lý ấp a ấp úng nhưng người sang bên cạnh cô vương đến rồi cô vương tên đầy đủ là vương vận là bạch nguyệt quang mà giản chỉ nhung nhớ mười mấy năm rất lâu trước đó anh ta từng dặn dò công khai nếu có một người tên vương vận đến tìm anh ta có thể không cần thông báo trực tiếp mà cho cô ta bước vào bây giờ nhớ lại câu dặn dò lúc đầu đó của anh ta cơn buồn nôn của giản chỉ lập tức liền trào dâng lên còn chưa kịp kêu trợ lý đổi người ra ngoài vương vận liền tự mình bước vào còn thân thiết đóng cửa lớn của phòng làm việc lại giản tổng vương vận tự mình ngồi vào một bên của sofa âm thầm đưa tình gọi một tiếng thấy giản chỉ không đeo chiếc nhẫn ngọc đó trên tay nữa trên mặt có chút lo lắng sao lại không đeo chiếc nhẫn ngọc mà em tặng anh sau khi bột miệng nói ra lại cảm thấy câu nói này thể hiện rõ mục đích của mình quá vội vàng bổ sung nói em biết anh thích nhẫn cho nên làm vui lòng mới tặng ngày thường đều đeo nó sao hôm nay lại tháo ra rồi em nói cái nhẫn này hả đầu ngón tay giản chỉ cầm lấy chiếc nhẫn trên mặt bàn, nhìn không ra bất cứ tâm trạng gì, đeo mệt rồi, cho nên tháo ra cho thoáng khí. Nhìn thấy trên mặt giản chỉ không có biểu hiện gì lạ thường, Vương vẫn hơi yên tâm một chút, cười dặn dò nói, vậy đừng quên đeo vào, em cảm thấy anh đeo cái nhẫn này rất đẹp. Được, giản chỉ đơn giản đáp một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Để nhà họ dụ nằm mơ thêm vài ngày, đến lúc đột nhiên đón nhận sự phản kích của anh ta, nghĩ đến sắc mặt chắc chắn sẽ rất ưa nhìn văn phòng dần trở nên yên tĩnh giản trì cúi đầu xem văn kiện vương vận ngồi ở ghế sofa có chút xấu hổ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi nên cô ta dứt khoát tìm lý do để rời đi mục đích hôm nay cô ta tới đây chính là muốn xác định xem chiếc nhẫn ngọc đó có còn ở trên người giản trì hay không đây là nhiệm vụ của nhà họ dụ giao cho cô ta cô ta không thể không đến thực tế vương vận ước gì mình có cơ hội được ở gần với giản trì thêm một chút nếu không phải lúc trước giản trì luôn che giấu thân phận cậu chủ nhà giàu của bản thân thì cô ta đâu có chia tay với anh ta để cuối cùng lại phải gả cho người chồng bây giờ có một lần trong bữa giả tiệc cao cấp từ xa cô ta đã nhìn thấy giản trì cô ta còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm người cuối cùng lại ở trong miệng người khác mà biết được anh ta lại là người tổ chức buổi giả tiệc này thậm chí còn là người thừa kế nhà họ giản giàu có Lúc ấy, Vương Vận lập tức cảm thấy choáng váng. Đừng nói là hối hận, cô ta chỉ hy vọng đời này có cách để quay ngược thời gian, để sau khi gặp được giản trì ở thời trung học, cô ta nhất định sẽ túm chặt lấy anh ta không buông. Nhưng mà ảo tưởng chính là ảo tưởng, sự thật là cô ta đã làm vợ của người khác rồi và giản trì vẫn còn là một người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Vương Vận đã từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn rồi dỗ dành giản trì quay lại. Nhưng từ lúc cô ta kết hôn, người đàn ông này chưa từng lén lút đi gặp cô ta, thậm chí còn cố ý lơ đi những lời câu dẫn của cô ta. Cho dù thử nhiều cách nhưng vẫn không có kết quả, cô ta dần dần mất hy vọng đối với giản trì. Nhưng lúc này, dụ cầm lại đưa cho một cái nhẫn ngọc, muốn cô ta tìm cơ hội đưa cho giản trì. Cho dù dụ cầm không nói rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng cô ta cũng có thể đoán được bảy tám phần. Nhà họ dụ có quen biết một vị đại sư biết huyền học, chuyện này giấu được người khác, nhưng không giấu được cô ta. Khi cô ta cùng chồng đi đến nhà họ dụ để lấy lòng bọn họ, từng thấy được vị đại sư kia đang ở trong phòng sách trao đổi với dụ cầm. Nghe trộm được vài câu mấu chốt, cái gì mà cướp đi vận may, nhà họ giản, thẩm ân vân vân. Cho nên, lúc nhận được chiếc nhẫn ngọc kia, cô ta đã đoán được rằng chuyện này có lẽ có liên quan đến chuyện mà cô ta nghe trộm được. Nếu không thì người chán ghét giản trì như dụ cầm, lúc nào cũng muốn cùng anh ta tranh cao thấp, thì tại sao lại muốn tặng nhẫn ngọc cho anh ta, còn muốn mượn tay cô ta? Tự suy nghĩ một phen, Vương Vận chọn ngày sinh nhật của Giản Trì để lén đi gặp anh ta. Cô ta đã tính toán xong hết rồi, nếu Giản Trì nhận tình cảm của cô ta, muốn cô ta, thì lập tức nói thẳng chuyện nhà họ dụ muốn đối phó với nhà họ Giản ra. Dù gì thì chiếc nhẫn ngọc này cũng sẽ được đeo vào tay của Giản Trì. Nhưng mà Giản Trì khiến cô ta thất vọng rồi, bất đắc dĩ, cô ta đành phải chọn phương án thứ hai sau khi giản chỉ đeo nhẫn ngọc lên tay hình như nhà họ dụ cũng bắt đầu gặp được may mắn dụ thị vật ngã được đối thủ lớn nhất cũng gần như độc quyền được cả thị trường đường làm quan của dụ cầm rộng mở được người đẹp nhớ nhung toàn bộ nhà họ dụ đều vô cùng vui mừng ngay cả tiền lương của chồng cô ta cũng tăng gấp đôi tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt nhưng gần đây không biết tại sao doanh nghiệp dụ thị lại lỗ vài khoản tiền tuy nói việc buôn bán có lời có lỗ nhưng tình huống này trong mấy tháng qua chưa xuất hiện bao giờ thậm chí còn có nhiều khách hàng cũng không định gia hạn hợp đồng với doanh nghiệp dụ thị nữa nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiền bị lỗ sẽ càng ngày càng nhiều dù cầm bởi vì luôn hưởng thụ được lợi ích vậy nên đã bắt đầu trở nên luống cuống tuy thẩm ân không có động tĩnh gì nhưng anh ta lo lắng đã xảy ra sai lầm ở chỗ giản trì vậy nên vội vàng để cho Vương Vận đến xác nhận một chút. Anh ta biết giản chỉ vẫn nhớ mãi không quên Vương Vận, nếu không cũng sẽ không thể thuận lợi như vậy được. Dù cầm ở nhà đứng ngồi không yên đợi hơn một tiếng, rốt cục cũng đợi được Vương Vận quay trở về. Dù cầm lập tức vội vàng hỏi, thế nào? Nhẫn ngọc vẫn được giản chỉ đeo trên tay, không có bất cứ dấu vết hư hại nào. Vương Vận nói ra chi tiết mà mình thấy được. Chỉ có một chút là đã được che giấu, cô ta cảm thấy thái độ của Giản chỉ đối với mình vô cùng lạnh lùng, dường như cũng không muốn gặp lại cô ta một chút nào. Vẫn đeo sao, vậy là tốt, vậy là tốt, nỗi lo lớn trong lòng Dụ Cầm cuối cùng cũng được vơi đi. Có lẽ đó là quy luật tự nhiên trong giới thương trường, mặc kệ may mắn có mạnh như thế nào đi chăng nữa, cái giá cần trả thì cũng phải trả. Cũng may là chút tiền anh ta mất so với số tiền mà anh ta kiếm được thì chỉ là hạt cát trong sa mạc không đáng nhắc tới. Sau khi Tiễn Vương vận đi, Giản Chi lập tức lái xe đi tìm Thẩm Ân. Nhưng mà sau khi anh ta tới vùng giải phóng cũ thì phát hiện chủ nhà này đã chuyển đi rồi. Người đi nhà trống, mấu chốt là còn không nói với anh ta một tiếng, khiến cho anh ta phí công đến đây một chuyến. Lúc này, anh ta lập tức bấm số điện thoại đã lưu vào lần gặp mặt lúc trước, giọng điệu không tốt lắm, anh chuyển nhà sao lại không nói một tiếng? Ồ, quên mất Giọng nói hời hợt vang lên từ đầu dây bên kia, giản trì nghe được thì vô cùng nổi giận. Rốt cuộc có còn muốn bàn chuyện hợp tác không? Cả tiền nữa, có muốn hay không? Muốn, tôi gửi địa chỉ mới vào tin nhắn điện thoại anh rồi đấy, anh tự đến đây đi. Cục một tiếng lập tức dập máy, đầu bên kia đã cúp điện thoại. Giản trì vừa mới bị người đàn bà vương vận làm cho chán ghét vừa cảm thấy bản thân mình là người coi tiền như rác, chạy đến đưa tiền cho người ta mà anh ta còn cam tâm tình nguyện. Đờ mờ, giản chỉ mắng một câu thô tục, chiếc xe lao vút về phía trung tâm thành phố. Nhà mới này của anh cũng không tệ nha, vị trí rất tốt. Tới trung tâm thành phố, anh ta dựa theo địa chỉ thẩm ân cho mà tìm tới cửa. Ngay khi bước vào nhà, phòng khách được bày biện đập vào trong tầm mắt, những chi tiết nhỏ của thiết kế đều khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, có thể nhìn ra được là người bố trí rất là có tâm nghĩ đến căn biệt thự lạnh như băng của bản thân mình, trong chốc lát, trong lòng anh ta có chút khó chịu. Căn biệt thự kia vừa lớn lại trống trải, ngoại trừ người giúp việc phụ trách nấu cơm và quét dọn vệ sinh ra, thì quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một mình anh ta sống trong đó, vô cùng vắng vẻ, một chút tiếng người cũng không có. Lại nhìn thẩm ân, có một căn nhà tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng đầy đủ đồ dùng thiết bị. Mấu chốt là khi nhìn vào sẽ khiến cho người khác cảm thấy nơi này mới gọi là nhà, chứ không phải chỉ là một nơi để nghỉ tạm. Giản trì vuốt cầm của mình, suy nghĩ có nên mua một căn hộ ở chỗ này hay không? Giao thông thuận lợi, cách nơi anh ta đi làm cũng gần. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh ta cũng chưa quên mục đích của chuyến đi lần này. Nhanh chóng vào chủ đề và thảo luận chi tiết về việc hợp tác với thẩm ân, nội dung đều được ghi lại trong máy tính sách tay. Sau khi trở về sẽ bảo trợ lý dựa theo kết quả thương lượng của bọn họ mà phát thảo ra một bản hợp đồng bởi vì hai người đều rất chuyên nghiệp, quá trình thỏa thuận rất vui vẻ, hiệu suất cũng rất cao, không đến một giờ đã đàm phán xong. Cũng biết quan hệ của Thẩm Ân và Nguyễn Nguyễn, nên hai người bọn họ nói chuyện cũng không hề có ý tránh đi, cho nên cô nhóc này ở ngay ở bên cạnh đều nghe được toàn bộ cô học cô nói chuyện. Nói là nghe được cũng không đúng lắm, bởi vì cô đang ôm điện thoại chơi game. Bộ dáng vô cùng chăm chú, chắc hẳn cũng không thấy nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ lát lát, hai gò má của cô gái lại ửng đỏ rồi bĩu môi tức giận lại thua rồi trò chơi này là do thẩm ân dạy cô chơi cũng là tài khoản trò chơi mà anh thích nhất ngày thường sau khi làm việc xong anh sẽ kết nối với đám người tùy châu rồi chơi hai màn hiện tại thì ít chơi rồi ngược lại thì đến cô nhóc xanh ma này say mê ngày ngày đều ôm tay anh ồn ào muốn chơi trong game còn bí mật kết bạn với tùy châu hai người chơi đến muốn bay lên dù sao thì Tùy Châu cũng chỉ nằm thu tiền thuê, suốt ngày cũng không có việc gì phải làm, thứ nhiều nhất là thời gian. Cho dù Nguyễn Nguyễn chơi rất tệ, nhưng anh ta cũng không hề ghét bỏ. Thấy cô nhóc danh ma vô cùng buồn chán, thẩm ân cũng mặc kệ việc cô chơi. Gần đây anh còn chuẩn bị đăng ký công ty mới, có rất nhiều chuyện phải làm, vô cùng bận nên không có thời gian dẫn cô ra ngoài. Đúng lúc Tùy Châu đang rảnh rỗi ở nhà, nên mang theo mấy món trò chơi giết thời gian cũng tốt. Thừa dịp cô gái chơi thua trò chơi, giản trí nhanh chóng đặt câu hỏi, Nguyễn Tiểu Thư, cô có cách nào hay có thể đối phó với đại sư đứng sau lưng nhà họ dụ kia không? Chính là người giúp dụ cầm trộm vận may của người khác. Tôi sợ ông ta ghế này không thành sẽ bày kế khác, nếu bị ông ta để mắt tới thì chẳng phải mãi cũng không dứt điểm được sao. Cô gái tạm để điện thoại trong tay xuống, lắc đầu. Sau khi nhìn ánh mắt có chút thất vọng của giản trì, mở miệng nói bất cứ ai nhặt lông cừu đều biết rằng không dễ gì bắt được một con cừu huống chi cướp đoạt vận may của người khác vốn là chuyện trái với ý trời làm sao ông ta lại dám liên tục gây sức ép cho anh chứ sợ trời không phát hiện được sao cho nên anh không cần lo lắng ông ta sẽ gây bất lợi cho anh về phần đối phó với ông ta chuyện này tôi không thể làm gì được nhưng mà cũng không cần tôi làm nhân quả tuần hoàn sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị trời phạt thôi giản trì còn muốn hỏi tiếp đáng tiếc rằng cô gái đã không còn quan tâm đến anh ta nữa chỉ chuyên tâm vùi đầu vào trong ván mới của trò chơi bàn bạc chuyện hợp tác xong giản trì cũng không chờ thêm nữa trước khi đi thẩm ân cố ý nhờ anh ta bảo anh ta đừng nói ra chuyện nguyễn Nguyễn có năng lực đặc biệt vì tưởng thẩm ân sợ vướng phải phiền toái không muốn để cho người khác biết nên giản trì cũng không hỏi nhiều sảng khoái đáp ứng có tập đoàn giản thị giúp đỡ công ty của Thẩm Ân mới có thể nhanh chóng phát triển. Mấy người tùy châu của nhóm nghiên cứu đều đã trở lại, tiếp tục yêu hóa hạng mục trước khi bị phá sản, cố gắng để có thể ra mắt vào cuối năm. Thẩm Ân bận đến mức chân không chạm đất, chạy cả công ty và cả trong nhà. Nguyễn Nguyễn không giúp được gì, nên bản thân có cảm thấy hơi ngượng vì cứ ngồi chờ ăn, vậy nên đã nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Mấy lần đầu thử không phải thiếu chút nổ nồi thì cũng là xào ra mấy món đen như mực, khó có thể nuốt xuống sau nhiều lần thử lại, cuối cùng cũng có thể xào ra được thức ăn bình thường. Mặc dù hình dáng không đẹp lắm, nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể ăn được. Thẩm ân ở bên ngoài bận rộn với sự nghiệp, cô thì tính thời gian lúc tan làm cũng là lúc làm xong bữa tối. Vào ban ngày, cô cũng sẽ tự mình đi ra ngoài hai vòng. Nhưng không có đi quá xa, chỉ đi một chút ở chỗ tiểu khu. Vừa đúng lúc trông thấy cửa hàng bán hoa buôn bán ảm đạm của một căn nhà trong tiểu khu, nên cửa hàng phải chuyển ra ngoài bình thường Nguyễn Nguyễn cũng rất rảnh, thuận tay mua luôn cửa hàng tiệm hoa kế bên. Dùng tiền trong thẻ mà giản chỉ đưa cho cô để thanh toán. Đó là vì giản chỉ muốn cảm ơn cô đã giúp anh ta giải quyết một rắc rối lớn, nên cô ý tặng cô quà cảm ơn, bên trong có khoảng 10 triệu tệ. Thẩm ân bảo cô nhận, cô lập tức nhận, nhưng cũng không có việc phải dùng. Sau khi mua lại cửa hàng hoa, Nguyễn Nguyễn không có ý sẽ kinh doanh. Buổi sáng thì ở đó đợi, sửa lá cây, tưới nước, Vừa hơn 5 giờ chiều thì sẽ đóng cửa. Vậy nên việc làm ăn của cửa hàng bán hoa kia cũng dần trở nên tốt hơn. Người mua hoa đều là những hộ gia đình phát triển trong tiểu khu này, càng về sau càng có nhiều người lái xe tới chỗ này mua hoa. Đều nói hoa của cô chồng rất tốt, mua về cắm trong bình 10 ngày đến nửa tháng cũng không bị héo, vẫn tươi như lúc mới mua. Người mua tăng nhanh, việc làm ăn cũng trở nên tốt hơn một chút, hoa cũng không đủ bán. Nhưng Nguyễn Nguyễn cũng chưa từng nghĩ sẽ mở rộng cửa hàng. Dù sao thì cô mở cửa hàng hoa chỉ để giết thời gian, không tính dựa vào việc này để kiếm tiền. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người mua ôn mua hoa. Vào buổi sáng, tuy vẫn chưa đến giờ mở cửa, nhưng trước cửa tiệm đã có người xếp thành hàng dài, không biết còn tưởng rằng đây là cuộc sống của một gia đình mở tiệm ăn sáng đâu. Bà chủ cửa hàng bán hoa cũng thật là, người khác tinh tinh, đưa tiền tới cửa cũng không hề hăng hái chút nào. Bán thêm mấy bó hoa nữa thì có sao đâu. Thật ra cũng không có sao, chỉ là do cô lười, không muốn động đậy nữa. Sau một ngày bán hết số lượng hoa, Nguyễn Nguyễn lập tức đóng cửa tiệm sớm. Lúc vừa mới về đến nhà thì chuông cửa đã reo. Vào lúc này Thẩm Ân vẫn còn ở công ty, cho dù là tan ca sớm thì cũng sẽ mang theo chìa khóa. Thế thì ai nhấn chuông cửa nhỉ? Vẻ mặt cô gái đang mặc quần áo ở nhà đầy nghi hoặc, mở rầm cửa ra. Con trai. Sau khi tiếng la vang lên, Nguyễn Nguyễn và hai người ngoài cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Chú ơi, cô ơi, hai người tìm ai vậy? Vẻ mặt của yêu tinh có bốn lá mờ mịt, sừng sốt lúm cuống tay chân khi bắt gặp ánh mắt háo hức của hai người trung niên. chương 38 Sướng sờ hai giây, Nguyễn Nguyễn chợt nhớ ra mấy hôm trước ba mẹ thẩm ân nói với anh là sắp tới sẽ đến thăm một chuyến. Cô bèn hỏi hai người đến tìm thẩm ân ạ. À? lúc mở cửa, ba Thẩm và mẹ Thẩm bình tĩnh quan sát cô gái phía trước. Khuôn mặt ửng hồng nhỏ như bàn tay, đôi mắt to tròn như quả nho, trông rất có hồn. xinh xắn lịch sử, đây là ấn tượng đầu tiên của ba Thẩm mẹ Thẩm với cô gái. Đẩy người đàn ông trung niên chặn ngay cửa sang một bên, mẹ thầm nở nụ cười lộ ra hai nếp nhăn, thái độ hài lòng và nhiệt tình, tự giới thiệu cô chú là ba mẹ của Thẩm Ân đến thăm thằng bé. Vậy cô chú nhanh vào đi ạ. À? Nguyễn Nguyễn đón hai người vào nhà, lấy ly thủy tinh chưa dùng lần nào ra, rửa sạch, rót hai ly nước đặt lên bàn trà, thẩm ân vẫn chưa tan làm, còn hơn một tiếng nữa mới về ạ. À. Rót nước xong, Nguyễn Nguyễn lại lấy trái cây trong đĩa mang đi rửa, thế nhưng lại bị mẹ thẩm ngăn lại. Bà kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh mình, giọng nói đầy vẻ vui mừng, cháu là Nguyễn Nguyễn nhỉ. Thẩm ân có nhắc với cô chú rồi. Sau khi công ty của con trai phá sản, Ba thầm và mẹ thầm luôn lo lắng cho tình hình của anh, muốn đến thăm anh từ lâu nhưng cứ bận mãi nên hoãn lại, không làm sao dành ra thời gian được. Mấy hôm trước Thẩm Ân gọi tới, đột nhiên thông báo là họ sắp có con dâu rồi. Tin này chẳng khác nào quả bom nổ dưới nước sâu khiến họ kinh ngạc đến mức suýt rơi cả mắt. Cũng không trách ba thầm và mẹ thầm ngạc nhiên như vậy được, thực ra từ nhỏ đến lớn Thẩm Ân đã như đầu gỗ, không làm sao nghĩ thông suốt được. Con nhà người ta học cấp 3 thì chơi game trộm nắm tay với bạn học nữa, cuộc sống đầy thú vị. Còn khi con trai họ học cấp 3, ngoài việc học ra thì anh chỉ chơi với đám nhóc hàng xóm, không có ý qua lại với các bạn nữa. Lên đại học, độ tuổi mười mấy hai mươi rồi giàu sức lực, là thời kỳ này sinh thiện cảm với các bạn nữ cùng lứa. Họ tưởng rằng lần này con trai chắc sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường đẹp đẽ thôi. Nhưng hoàn toàn không có, đợi tới đợi lui, con trai họ lại đã đến lúc lập nghiệp. Cũng được thôi, thành ra lập nghiệp, lập nghiệp trước rồi lập gia đình cũng được. Nhưng đã làm nên sự nghiệp rồi mà bên cạnh thẩm ân vẫn chẳng có ai. Nghe nói có không ít cô gái xuất hiện bên cạnh thẩm ân, nhưng thằng nhóc này lại chẳng thích một ai. Giờ đã 28 tuổi, ba thẩm mẹ thẩm đều không ôm hy vọng nữa. Họ cảm thấy hoặc con trai thích đàn ông, hoặc là theo chủ nghĩa độc thân gì gì đó nên muốn trói buộc với sự nghiệp cả đời. Bây giờ đột nhiên nghe nói thẩm ân có bạn gái còn xác định tương lai sẽ kết hôn, ba thầm mẹ thầm có thể không ngạc nhiên được ư. Họ đã chuẩn bị tâm lý con trai sẽ ngả bài với họ rằng mình không thích phụ nữ, cuối cùng bây giờ lại ném ra sự bất ngờ to lớn này. Sau khi phản ứng lại, họ rời hết mọi việc đang làm lại, lập tức mua vé máy bay đến đây. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng con dâu. Hôm nay gặp được người thật, cuối cùng cũng yên tâm trong lòng. Con trai không qua loa lấy lệ với họ, cô gái trông trắng trẻo ngây thơ, vừa nhìn đã khiến người ta thấy vui trong lòng. Dù sao thì mẹ thầm càng nhìn lại càng thấy thích, bà nắm bàn tay mềm mại của cô gái không buông, nói rất nhiều. Một mình ba thầm ngồi ở góc sofa, không làm sao chen lời vào được, cuối cùng còn bị mẹ thầm phũ phàng đuổi đi mua thức ăn. Nguyễn Nguyễn nghĩ ba thầm lần đầu đến không quen, hơn nữa còn là bậc cha chú, cô đề nghị để mình đi mua, hai người họ ở nhà. Không ngờ mẹ thầm xua tay, chẳng chút để ý mà nói, ông ấy từng này tuổi rồi, chẳng lẽ không tìm được chợ hay siêu thị à? Kệ ông ấy đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Nguyễn Nguyễn há miệng, trong tay là một quả táo mẹ thầm vừa gọt nhét vào. Thẩm ân tan làm về nhà thì ba thầm cũng vừa mua thức ăn xong. Hai cha con đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, thẩm ân lên tiếng trước ba, mẹ đâu? Ba thầm hất về phía cửa, bĩu môi không nói. Cha chìa khóa vào ổ, cửa mở ra thẩm ân thấy tiểu yêu tinh đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tv với mẹ anh chốc chốc lại bật cười khanh khách bầu không khí hòa thuận anh tới gần xem tv chỉnh đến kênh hoạt hình đang chiếu dâu bé thất kiếm anh hùng dấu lớn một con mèo đang đánh nhau với một con hổ đánh mãi đánh mãi rồi sách một con thỏ mở dù bay xa con mèo đó ngầu thật mẹ thầm cảm khái cô gái mắt long lanh gật đầu hùa theo vâng ngầu lắm ạ Thẩm ân nheo mắt ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không nhận ra sự, ngầu, mà hai người phụ nữ nói. Chỉ là một con mèo biết nói chuyện thôi mà, nhìn đường kẻ mắt là biết, chắc chắn không phải con mèo đàng hoàng gì. Khụ khụ người đàn ông cố ý ho khan hai tiếng, muốn tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của tiểu yêu tinh như một đứa trẻ. Quả nhiên, ánh mắt của cô gái lập tức rời từ con mèo kia lên khuôn mặt anh, cô rất tự nhiên đứng lên cười cả vạt giúp anh, cười cong cả đôi mày thẩm ân, anh về rồi à? Ừm, người đàn ông đáp lại một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, nén giọng nói, ở với mẹ rất vui à? Cô gái mím môi cười, khuôn mặt non nớt lại nghiêm túc, cô rất tốt. Vậy em ngồi đi, anh đi nấu cơm, thẩm ân xoa đầu cô gái, cởi áo vest ngoài ra treo trên giá để đồ rồi tiện tay đeo tạp dề đi vào bếp. Vậy để em giúp anh, Nguyễn Nguyễn cũng muốn theo vào bếp nhưng mẹ thẩm không để cô đi, bảo là vào bếp dầu mỡ, con gái không cần vào đó, để đàn ông con trai làm. Biểu cảm của cô gái ngỡ ngàng, cô bị mẹ thầm kéo lại nên chỉ đành ngồi đợi ăn cơm. Một bữa cơm gia đình bốn món, bốn người ăn vẫn còn thừa. Cơm nước xong, thầm ân ôm việc rửa chén, mẹ thầm thì luôn kéo Nguyễn Nguyễn bên mình, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của thẩm ân lúc nhỏ. Vừa kể là không ngừng lại được, thời gian thoáng cái đã đến hơn 10 giờ tối. Lúc bị ba thầm kéo đi ngủ, mẹ thầm vẫn còn chưa thấy đã, có điệu bộ như muốn cầm đuốc soi nói chuyện đêm. Xem ra ba mẹ rất thích em, sau khi ba mẹ vào phòng ngủ, người đàn ông bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ôm lấy tiểu yêu tinh của anh, chân thành hôn lên chán cô gái. Tất nhiên rồi, thẩm ân nâng cầm cô gái lên, ngậm lấy đôi môi đỏ anh nhớ nhung đã lâu, thốt ra một câu mơ hồ không rõ, anh thích em nhất. Từ sau khi người đàn ông này nói muốn cô cưới anh, dường như anh bắt đầu có sở thích kỳ lạ gì đó ngày nào cũng hôn cô cho dù có bận đến tối muộn thì trước khi ngủ cũng sẽ dày vò cánh môi cô có lúc ngón tay lành lạnh còn lướt khắp lưng cô linh hoạt khều dây áo ngủ của cô ra in từng nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể cô phản ứng cơ thể cô cũng trở nên kỳ lạ cảm giác tê dại từ đáy tim lan ra vừa khó chịu lại vừa vui sướng mà lúc này đây người đàn ông với đuôi mắt phiếm hùng sẽ ôm chặt lấy cô không làm gì cả hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô, lướt qua cổ cô ngơ ngứa. Tối nay có muốn ngủ với anh không? Người đàn ông có đôi mắt đen lấy ôm khuôn mặt dần ửng đỏ của cô gái rồi lại hôn lên khóe môi, giọng nói trầm khàn mê hoặc. Lỗ tai của cỏ bốn lá đỏ bừng lên, lắc đầu, nhỏ giọng nói ngủ một mình. Thẩm ân cũng không miễn cưỡng, đôi môi mỏng kề sát bên trái tai mềm mại của cô gái đang lộ vẻ e thẹn, khẽ cười nói có phải đổi kem đánh răng rồi không? hôm nay là mùi bạc hà, ngọt lắm. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, cô gái cắn môi dưới, hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ra. Cô sỏ đôi dép lê số lớn hơn, chạy bình bịch vào phòng ngủ của mình, còn tiện tay khóa luôn cửa. Biết xấu hổ là một hiện tượng tốt, thẩm ân cong môi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã khóa trái một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình. Vì khoảng thời gian này công việc rất bận, cho dù ba mẹ đến thì thẩm ân cũng không thể nào xin nghỉ để ở bên ba mẹ được may mà có nguyễn nguyễn ở nhà có thể đi dạo với hai ông bà thực ra chủ yếu là mẹ thẩm không ở trong nhà được muốn ra ngoài đi dạo lần này đến trung tâm thương mại dạo cửa hàng quần áo và trang sức ở trong đó một vòng dạo xong trên tay ba thẩm đã xách mười mấy túi quần áo đều là đồ của thương hiệu nổi tiếng cả cô ơi thẩm ân mua cho cháu rất nhiều quần áo rồi không cần lãng phí đâu ạ. À. mười mấy túi đồ đều là đồ thu đông mẹ thầm mua cho cô. đẹp thì có đẹp nhưng mà đắt quá. đồ nó mua là đồ nó mua, đồ cô mua là đồ cô mua, sao mà giống nhau được? lúc nói, mẹ thầm lại bảo nhân viên gói luôn cả chiếc váy Nguyễn Nguyễn vừa mới thử. lần này cô chú đến vội quá, cũng không đem theo quà gặp mặt gì. mua chút đồ này đều là tấm lòng nhỏ thôi, cháu đừng chê. Nguyễn Nguyễn thực sự không ngăn được chờ mắt nhìn ba thẩm sách ngày càng nhiều túi. Cuối cùng, mua được một chiếc vòng tay ngọc bích trong suốt óng ánh ở một cửa hàng trang sức dưới tầng triệt rồi mẹ thẩm mới thôi, về nhà với tinh thần phấn chấn. Ba ngày này mẹ thầm đã xem Nguyễn Nguyễn là con gái ruột của mình, thứ gì tốt cũng nhớ đến cô, còn tốt hơn với con trai ruột. Thậm chí bà còn lo lắng cô bị bắt nạt, trước khi đi còn đánh thẩm ân, cô gái này hợp mắt mẹ, còn mau rước về nhà. Đừng có bắt nạt người ta, nếu để mẹ biết được thì mẹ bảo ba con đánh gãy chân con. Thẩm ân chán đầy vạch đen, cảm thấy mẹ anh thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Hai ông bà vừa đi, trong nhà lại bớt náo nhiệt hẳn. Lại hơn một tháng trôi qua, công việc giai đoạn đầu của thẩm ân cũng bận xong. Khi có thời gian rảnh, anh nhớ đã rất lâu rồi không đưa tiểu yêu tinh đi chơi một chuyến, thế nên gạt công việc của một ngày đi, mua vé xem phim chuẩn bị đi xem phim. Dạp phim đó gần phố ẩm thực, cách nơi họ ở chưa đến 10 phút đi đường. Trước đây Thẩm Ân đều đi xem phim một mình, đây là lần đầu anh đi xem phim với con gái, trải nghiệm hoàn toàn khác. Phim họ xem là phim tình cảm Mỹ mới công chiếu, trong đó có một cảnh giường chiếu rất trần trụi. Nội dung vốn rất kích tình, cộng thêm hiệu quả âm thanh và hình ảnh nên lại càng khiến người ta tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Ân nhìn hai cái đầu ngồi ở hàng trước dần gần lại, cuối cùng cũng sát nhau rồi. Sau đó, tiếng nước mập mờ vang lên, cho dù phim chiếu đến cao trào cũng không thể át đi được âm thanh đó lọt vào tai anh. Không biết nên tỏ vẻ gì, như để che giấu, anh rời mắt khỏi màn hình, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Trong bóng tối, cô gái ôm hộp bỏng mô đang nhìn thẳng về phía trước, say mê xem nội dung táo bạo đó. Thẩm Ân mím môi, vươn tay che mắt cô gái. Hàng mi dài như lông vũ khẽ sượt qua lòng bàn tay, cảm giác tê dại lập tức lan khắp người cơ thể như con điện lướt qua khẽ run lên, trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông càng thâm sâu hơn. Anh ghé người đến gần cô gái, khàn giọng nói, đừng xem, không hay. Nguyễn Nguyễn ngơ ngác chớp mắt, kéo bàn tay thon dài của người đàn ông xuống, cắn lỗ tai anh, thì thầm, thì ra cởi quần áo xong vẫn còn chuyện khác để làm à. Vẻ mặt như, học được rồi. Sắc mặt thẩm ân dần trở nên quái dị, sóng lòng cũng đã cuộn trào, muốn nói sau khi cởi quần áo có thể làm rất nhiều chuyện nhưng anh cứ mấp máy môi dưới mãi cuối cùng vẫn chẳng nói gì anh xem phim một cách lơ đãng trái lại thiếu nữ lại cực kỳ phấn khích còn định lần sau phải đến xem nữa rời khỏi dạp chiếu phim cả hai tiện đường ghé vào phố ẩm thực ở đây mới mở một quán ăn tư nhân có mùi hương cay nồng đặc trưng quán mới mở ra chưa bao lâu nhưng đã thu hút rất nhiều thực khách đến thưởng thức còn chưa đến giờ cơm mà bên trong đã chật ních người đợi chừng nửa tiếng cuối cùng họ cũng có được một căn phòng nhỏ gọi thẳng một bàn toàn các món làm nên tên tuổi của nơi này tuy rằng số lượng đĩa đồ ăn trên bàn rất nhiều song khẩu phần của từng món lại ít ỏi chẳng gấp được mấy đũa đã hết sạch vậy là hai người đã tiêu diệt gần như sạch sẽ cả một bàn đồ ăn cỏ bốn lá tinh xoa cái bụng căng phồng nom vô cùng hài lòng trên đường về còn liếm miệng nhớ lại hương vị món ăn thẩm ân trông thấy vậy không khỏi bật cười chuyện đầu tiên phải làm sau khi về đến nhà chính là đi tắm. Mái tóc đen của thiếu nữ vừa dài vừa thẳng, sau khi tắm xong thường phải mất cả tiếng đồng hồ mới sấy khô. Cô lại là người thiếu tính nhẫn nại, cứ giờ máy sấy lên khoảng chừng 10 phút đã lại không muốn sấy nữa, sau đó đặt máy sấy qua một bên, cầm miếng khoai tây chiên lên cắn. Không sấy khô tóc đi, mai lại đau đầu đấy. Người đàn ông vừa tắm xong trở ra, dùng khăn bông lau mái tóc ướt của mình sau đó cầm máy sấy lên dịu dàng sấy tóc cho thiếu nữ. Từng sợi tóc đen mềm mại trượt qua giữa những ngón tay anh, mang theo hương thơm mê người của cây rành rành, khiến người ta say sưa, chìm đắm. Ánh mắt anh sâu thẳm, chân mày tuấn tú nhếch lên. Hơn 40 phút sau, tiếng máy sấy ồn ào cuối cùng cũng dứt, sau lưng chợt yên lặng. Nguyễn Nguyễn hoang mang, còn chưa kịp quay lại nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì một nụ hôn ướt át đã lướt qua gáy cô, khiến cô nổi hết cả da gà. Anh làm gì thế? Thiếu nữ giật mình đánh rơi khoai tây chiên trên tay, vãi đầy đất. Thẩm ân yên lặng nhìn cô một lúc, đột nhiên lại nở nụ cười, lần đầu tiên đè tiểu tinh quái ngây ngô dưới thân mình, bình tĩnh đáp không phải em thắc mắc sau khi cởi quần áo có thể làm gì sao. Trong phim diễn chưa đúng, nhưng anh có thể hy sinh thân mình dạy cho em. Nguyễn Nguyễn quay đầu né tránh đôi môi nóng rực của anh, gò má đỏ ửng, thở dốc, nhỏ giọng nói, mới vừa ăn xong còn chưa đánh răng. Ừ, để anh nếm thử xem, khoai tây vị chanh gà, người đàn ông không để bụng, đuổi theo những múi môi đỏ mọng của thiếu nữ, khi người dưới thân còn đang ý loạn tình mê, anh đã bế cô lên, nhanh chân đi vào phòng ngủ. Chiếc giường lớn mềm mại sụt xuống, chán người đàn ông đổ mồ hôi, đáy mắt tối tăm, có phần khó chịu, muốn cử động cơ thể mình. Nhưng anh vẫn giữ lại chút lý trí, bình tĩnh nhìn cô thiếu nữ mắt long lanh nước, cắn lên môi cô hỏi em có yêu anh không đôi mắt thiếu nữ mê man không tỉnh táo chẳng tài nào đáp lại anh được thẩm ân như bị tạt một chậu nước lạnh tỉnh táo trở lại lăn sang bên cạnh yên lặng nằm trên giường nằm ngón tay che đi gương mặt mình giấu kín đôi mắt vẫn nhuốm đầy dục vọng chưa tan là do anh quá vội vàng tiểu tinh quái đơn thuần như một tờ giấy trắng vốn chẳng hiểu được cái gì gọi là yêu cô có thể đáp lại những hành động của anh đã là tiến bộ rất lớn rồi anh không nên cưỡng ép cô quá sao anh lại dừng rồi hai mắt thiếu nữ ngập nước gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu anh cầm bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ lên đặt sát bên miệng hôn một cái giọng nói khàn khàn đầy yêu thương vì anh hy vọng ngày mình chiếm được em cả cơ thể và trái tim em đều đã hoàn toàn thuộc về anh cỏ bốn lá tinh nghe hiểu mà như không chớp chớp mắt nhìn Cô cảm thấy mồ hôi túa ra đầy người nhớp nháp khó chịu muốn đi tắm lại nhưng tay lại bị anh nắm chặt, không rút ra được. Cô chỉ đành ghé vào sát bên tai anh, đáng thương nói, muốn đi tắm. Đợi chút, giúp anh cái này đã. Đèn tắt, ánh trăng sáng bàng bạc chiếu vào xuyên qua khung cửa sổ, để lại mảnh sáng dưới nền đất. Tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng nề, khẽ gọi tên cô đầy say đắm, cuồng si, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn tiếng rên rỉ vang vọng mang đầy sự thích thú trong đêm tối tựa như đóa hoa cắm rễ xuống bùn lầy, nở ra sắc màu kiều diễm và xinh đẹp nhất. Thiếu nữ mượn ánh trăng chiếu vào phòng có thể thấy rõ lông mi cong dài của người đàn ông. Anh khẽ nhếch môi, tóc mái trước tràn ướt đẫm, ánh mắt mê man, chan chứa tình yêu. Đột nhiên cô thấy hơi tò mò, thử hỏi anh, như vậy thoải mái lắm à? Thẩm ân dừng lại, bất lực cười, vì đó là em cả tâm lý và sinh lý của anh đều được thỏa mãn, dĩ nhiên sẽ thấy thoải mái. Tiểu tinh quái lắc chiếc chân nhỏ như có điều suy nghĩ, mà lại chẳng biết đang nghĩ gì. Gần đây, dụ cầm làm gì cũng không thuận lợi. Đầu tiên, anh ta phát hiện thẩm ân giống y một con rán đánh hoài không chết, công ty trước mới vừa phá sản được hơn năm, đã lại lập công ty mới đợi ngày tái xuất giang hồ. Từ sau khi thẩm ân bị dụ cầm đạp xuống đáy, anh ta đã không còn để ý đến tin tức về anh nữa dù sao cũng chỉ cần nhà họ dụ nói một câu thì sẽ chẳng có bất cứ ai trong giới dám tự tiện giúp đỡ cho họ thầm, trừ phi là chán sống. Nào ngờ cũng chính sự khinh thường đó của anh ta đã cho họ thầm cơ hội sống tiếp, giờ còn dám mở công ty nguyên ngang trước mặt dụ thị. Mới đầu, anh ta cũng chẳng mấy bận tâm, lập tức sai đám đàn em đến xử lý, cần gây sức ép thì gây sức ép, cần tìm quan hệ thì tìm quan hệ. Anh ta cứ nghĩ công ty mới ra đời đó gốc dễ chưa vững, rất nhanh sẽ bị bọn họ phá nát. Nhưng nào ai có ngờ thẩm ân lại âm thầm bắt tay với giản trì. Hai kẻ mà dù cầm ghét nhất giờ lại đang đứng cùng một chiến tuyến với nhau khiến anh ta tức nghẹn họng. Thẩm ân đã có được sự hậu thuẫn từ nhà họ giản, nếu anh ta muốn động tay động chân với công ty rách nát đó của anh thì đúng thực là khó khăn. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ ngày một phát triển lớn mạnh, thế như trẻ tre, chiếm đoạt thị trường, đe dọa đến sự sống còn của doanh nghiệp dụ thị trong lúc dụ cầm vẫn còn đau đầu vì chuyện của thẩm ân thì giản trí cũng không quên sông đến góp thêm vài đau khiến nội bộ doanh nghiệp dụ thị náo loạn lòng người hoang mang cổ phiếu trên thị trường liên tục rớt giá có phải trận pháp gì đó của ông đã mất hiệu lực rồi hay không sao họ thầm vẫn còn có thể bò dậy chứ trong phòng làm việc dụ cầm nóng ruột như ngồi trên đống lửa không nhịn được gọi ngay cho vị đại sư đã giúp anh ta cướp lấy vận may anh ta vừa tức giận vừa nóng lòng giọng nói không mấy thân thiện rồi cả giản trì nữa, không phải bảo anh ta sẽ chết trong vòng nửa năm hay sao? Giờ người ta vẫn còn sống vui sống khỏe lắm kìa. Vị đại sư ôm một cô gái tiếp rượu trong lòng, đang vui chơi đã đời ở quán ba. Vừa mới nhấc máy nghe điện thoại đã suýt chút bị tiếng gào thét bên kia truyền tới làm cho điếc lỗ tai. Cô gái tiếp rượu biết ý rời đi trước, người đàn ông trung niên gầy dơ xương nén giận, bước ra ngoài hành lang khu vực vệ sinh, không kiềm được hỏi, sao vậy, sao lại nổi đóa lên thế. Ông còn dám hỏi sao nữa à? Có vẻ mới nãy ông không nghe rõ lời tôi nói nhỉ? Dụ cầm lo lắng đi tới đi lui trong phòng, kể lại chuyện thêm lần nữa. Sao mà có chuyện đó được? Người đàn ông trung niên mặt đầy ngạc nhiên, không có tâm trạng đùa cợt nữa. Vội vàng rời khỏi quán ba, cậu đừng nóng vội, để tôi về xem thế nào đã. Người đàn ông trung niên có con mắt thứ ba này là Lưu Trí, từng tu hành ở một đạo quán. Chủ của đạo quán là một người tu hành có bản lĩnh thực sự, đã thu nhận 6 7 học trò để truyền lại học nghệ của mình. Lưu Chí là đồ đệ đầu tiên của ông ấy, cũng là đại đệ tử. Ông ta vốn tưởng sau khi sư phụ Viên Tịch mình sẽ thừa kế đạo quán kia, trở thành chủ nhân mới của nơi đó. Tuy nhiên chuyện lại không diễn ra như ông ta nghĩ, sư phụ đã bỏ qua ông ta để cho đồ đệ thứ hai kế nhiệm. Trong lòng ông ta thấy không phục, đã chất vấn thẳng sư phụ nhưng câu trả lời của ông ấy lại là cảm thấy ông ta tâm thuật bất chính, suy nghĩ đen tối quá nhiều không thể gánh nổi trách nhiệm kế thừa. Lưu Chí nghe những câu giải thích thẳng thắn như vậy vô cùng tức giận, trong cơn nóng máu đã phản bội sư môn. Sau khi xuống núi, cuộc sống khó khăn hơn ông ta nghĩ rất nhiều, không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có món nghề này có thể nuôi sống bản thân. Ông ta không tìm được công việc tốt, mà mấy công việc tay chân bán sức ở công trường lại không làm nổi. Ông ta vốn định dựa vào khả năng của mình xem phong thủy xem số mệnh cho người ta xong những kẻ có tiền trông đến dáng vẻ nghèo đói của ông ta lại không có niềm tin đến cả một cơ hội thể hiện cũng chẳng cho ông ta có lẽ trời cao thương hại nên đã cho ông ta gặp được dụ cầm hai người vô cùng ăn ý quyết định lên kế hoạch trộm lấy vận may ông ta giúp dụ cầm cướp lấy vận may của người khác khiến sự nghiệp của anh ta một bước lên mây còn dụ cầm thì cho ông ta một số tiền lớn đủ cho ông ta tiêu xài nguy hiểm từ việc lấy trộm vận may rất lớn chỉ sơ suất chút thôi sẽ bị phản phệ. Nếu không vì sợ cái nghiệp ấy rớt lên người mình thì Lưu Chi sớm đã trộm lấy vận may của kẻ khác cho bản thân rồi. Giờ nghe Dụ Cầm nói trận pháp đánh cắp vận may do ông ta bày ra đã mất hiệu lực, mặc dù rất kinh ngạc nhưng trong lòng ông ta cũng chẳng mấy hốt hoảng. Dù gì thì tiền cũng đã về tay từ lâu rồi, tiêu xài tiết kiệm chút cũng đủ cho ông ta dùng cả đời. Dù có thực sự bị phản phệ thì báo ứng đó cũng dáng lên đầu Dụ Cầm chẳng liên quan gì đến trung gian là ông ta. Mối liên quan duy nhất là chắc sau này không lấy được tiền từ nhà họ dụ nữa. Ông ta bắt xe quay lại căn nhà thuê nhỏ của mình, bật sáng đèn dưới tầng hầm. Quả nhiên cả hai trận pháp đặt ở chính giữa nền đất đã mất tác dụng, đạo pháp ông ta thi triển trên chiếc nhẫn ngọc đã bị phá. Mà một trận pháp khác thì lại khá lạ, đạo pháp vẫn còn xong lại bị sức mạnh nào đó áp chế, không cách nào phát huy tác dụng nữa lẽ nào lại có cao nhân xuống núi tương trợ sao? Lưu Trí cao mày, định tìm hiểu chút tình hình từ dụ cầm. Dụ cầm bị làm cho quay cuồng đầu óc nào có tâm trạng quan tâm đến cao nhân gì đó. Dưới sự đả kích cùng lúc từ nhà họ giản và thẩm ân, doanh nghiệp dụ thị đang có nguy cơ phá sản. Những kẻ trong giới nghe tin cũng muốn xông đến kiếm chắc Không chỉ công ty xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này dụ cầm lo lắng bất an, lúc lái xe qua ngã tư đèn xanh đỏ còn bị một chiếc xe hàng chuyển hàng tông trúng. Lúc đó, người được đưa đi viện cấp cứu, mạng thì giữ được nhưng lại bị liệt nửa người, tàn tất cả đời. Nhà họ Dụ đâu chỉ có một đứa con trai là Dụ Cầm, còn có vài đứa con riêng khác. Thấy Dụ Cầm người đang nắm giữ quyền lực đã hoàn toàn biến thành phế nhân, chúng vui vẻ không thôi, âm thầm đấu đá muốn giành lấy tất cả gia sản nhà họ Dụ. Công ty không có ai chống đỡ, cấp cao cũng chẳng biết xoay chuyển thế nào cả một doanh nghiệp dụ thị lớn như vậy nói sụp là sụp. Nhà họ dụ rơi vào thế đấu đá nội bộ, nhà cửa rối tinh rối mù, chẳng mấy chốc đã xa sút còn chẳng bằng một nhà trung lưu hạng hai. Vương Vân vốn dựa hơi nhà họ dụ qua một đêm đã quay lại cuộc sống nghèo khổ, phải lo cái ăn cái mặc ban đầu. Từ nghèo khổ đến giàu có, từ giàu có lại rơi xuống nghèo khổ. Cô ta không thích ứng nổi với tình trạng bây giờ, lại nổi lên tâm tư muốn tìm giản trì giúp đỡ. Nhưng lần quay về này, cô ta còn chưa bước qua cửa tập đoàn Giản thị đã bị bảo vệ đuổi ra. Cô ta chưa từ bỏ ý định phục sẵn trên đường Giản Trì đi làm nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường và sự chán ghét cùng cực. Mất đi sự nung chiều của Giản Trì, Vương Vân không đứng lên được nữa, sụp đổ hoàn toàn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.